Nữ liệt sĩ sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm. Xin nghiêng mình trước linh hồn chị, một thiên thần liệt sĩ tuổi 20. Trong tâm linh, chị vẫn mỉm cười, sống và chết như một người cộng sản. Tình yêu bao la, niềm thương vô hạn, mãi mãi sáng ngời tuổi trẻ Việt Nam. Bất khuất, anh hùng, truyền thống vẻ vang, bông hoa đẹp trong rừng hoa bất tử. Quý vị thân mến, lịch sử truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam đã ghi đậm những sự kiện lịch sử trên các trọng điểm chiến đấu ác liệt, trong đó có chiến công của Đại đội Thanh niên xung phong 895, đội N89, nổi bật là tấm gương lao động quên mình, dũng cảm hy sinh vì đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 C895, N89. Để hiểu hơn về nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Người tiểu đội trưởng tiểu đội 2 C895. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi sinh năm 1943 tại làng Nhuệ, xã Chí Hòa, Hưng Hà, trong một gia đình nông dân nghèo. Chị là lao động chính của gia đình. Vào đoàn năm 16 tuổi, năm 21 tuổi, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trưởng thành trong các phong trào 5 tấn thắng Mỹ, bà sẵn sàng của quê lúa Thái Bình. Hưởng ứng phong trào ba sẵn sàng do Trung ương đoàn phát động và nhất là khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, đánh phá Thái Bình. Chị cùng cả chi đoàn đã đăng ký, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà đảng và đoàn giao cho. Chị đã tham gia thành lập đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở cơ sở và là lớp thanh niên đầu tiên của Thái Bình gia nhập lực lượng thanh niên xung phong do Trung ương đoàn tổ chức vào tháng 11 năm 1965. Năm 1965, Thái Bình thành lập 4 đội thanh niên xung phong với hơn 3.000 thanh niên xung phong đi phục vụ ngành đường sắt. Đội N89 có 6 đại đội. Đại đội 895 huyện Duyên Hà, nay là huyện Hưng Hà, có 187 đội viên chia thành 10 tiểu đội. Chị Mùi là tiểu đội trưởng tiểu đội 2 C895 gồm 18 chiến sĩ toàn nữ của các xã Chí Hòa, Minh Hồng. Đội 89 được giao nhiệm vụ bảo vệ, duy tu bảo dưỡng tuyến đường sắt Hà Nam, Ninh Bình, sửa chữa đường tàu, khắc phục hậu quả khi bị địch đánh phá. C895 đứng chân trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản. Từ đầu năm 1966 đến tháng 8 năm 1966, địa bàn này đã phải đối phó với hàng chục trận máy bay Mỹ đánh phá, thả hàng trăm quả bom các loại, kể cả bom nổ chậm, bắn hàng chục tên lửa, nhiều lần bom thả trúng đường sắt và kho tàng gây thiệt hại nặng nề về người và của. Đại đội 895 luôn sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu với khẩu hiệu sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm, địch đánh, ta sửa, ta đi, bảo đảm thông đường, thông tàu trong mọi tình huống. Tiểu đội 2 C895 là tiểu đội mũi nhọn của đại đội. Đồng chí Mùi là đảng viên, cán bộ năng nổ, trách nhiệm cao, luôn chăm lo xây dựng tiểu đội thành tập thể mạnh, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm học tập văn hóa cho đội viên, luôn là người chị gương mẫu. Trong đời sống hàng ngày, chị luôn coi trọng tình thương yêu đồng chí đồng đội. Lúc nghỉ ngơi, lại cùng anh chị nuôi lo cho tiểu đội từng bữa ăn. Những chị em có hoàn cảnh khó khăn được chị động viên giúp đỡ tận tình. Chiến công thầm lặng. Chiến công xuất sắc nhất trong thời kỳ này của C895 và của tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi là trận cứu tàu, cứu hàng, cứu người tại Ga Gôi, Nam Định ngày 20 tháng 8 năm 1966 do Mỹ ném bom. Hôm ấy, khoảng 4 giờ chiều, một tàu quân sự vừa tập kết xong mấy trăm tấn hàng chuẩn bị vượt cầu Ninh Bình và Thanh Hóa, Vinh, chi viện cho chiến trường miền Nam. Thì bất ngờ, nhiều tốp máy bay Mỹ ập tới và bắn tên lửa, thả hàng chục quả bom vào ga và đường sắt. Tàu bị trúng bom, một số toa bốc cháy. Theo nhiệm vụ đã phân công trước, lực lượng thanh niên xung phong C895 do Đại đội trưởng Lê Nguyên Nhung chỉ huy đóng quân tại thôn Phú Thứ, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, tập trung lực lượng cứu tàu, cứu hàng. Ngay từ những phút đầu tiên, sau khi được lệnh chỉ huy, chị Nguyễn Thị Hồng Mùi đã lao ra trận địa, điểm mặt cả tiểu đội, nhanh chóng phân công, mỗi người một việc, xách nước, gánh nước,
cùng với đội phòng cháy chữa cháy dập lửa, chia cắt đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan sang các toa tàu khác. Kẻ bốc, người vác, kẻ khiêng, người gánh. Chỉ sau một giờ, ngọn lửa bị dập tắt và phần lớn hàng hóa được bốc rỡ, chuyển ra khu vực an toàn. Đến toa cuối cùng gần đầu máy, những thùng hóa chất phát nổ, bốc lửa, cột khói màu cam ùn lên. Khói bom đạn, lửa cháy lại mù mịt, trùm cả toa tàu. Toàn bộ lực lượng thanh niên xung phong địa phương dồn vào đó, tập trung dập lửa và đưa những thùng hàng chưa bị vỡ ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, nhưng không khí cả khu vực như loãng ra, mùi hóa chất nồng nặc. Những người vào sâu, tiếp cận với hóa chất, ai cũng ngạt thở, mặt mày tái nhợt, nôn mửa, nhiều người bị ngất xỉu, ngã khựu. Người này ngã thì người khác xông lên, vừa dập lửa vừa cứu người cứu hàng. Số người bị nhiễm độc tăng lên, nằm ngồi la liệt trên sân ga. Ngay từ đầu, chị Mùi đã lao vào khu vực nóng bỏng, khu vực nguy hiểm gần đầu máy, nơi nhiều đồng đội bị nạn đang được kéo ra, dìu ra, rồi cõng ra hết người này đến người khác. Như một cán bộ y tế thực thụ, chị vừa làm, vừa hướng dẫn mọi người làm hô hấp nhân tạo, hà hơi tiếp sức, và chị đã không ngần ngại hút cả đờm dãi, cả máu cho đồng đội. Rồi chị lại lao vào sâu hơn. Chị kêu gọi: "Các đồng chí, tim mình có thể ngừng đập, nhưng không thể không xông vào cứu đồng đội." Như con thoi, ra vào nhiều lần, chị Mùi đã cứu được 20 đồng chí. Trong đó, chị đã cõng các chị Kim, Đoán, Hạt, Phương, Kiều. Thấy còn nhiều người nằm gục gần toa chở hóa chất, chị lại lao vào cứu bạn. Nhưng do quá mệt, chị Mùi đã kiệt sức và ngã gục khi trên lưng còn cõng một đồng đội to lớn hơn mình. Đồng đội đã nhanh chóng đưa chị và những người còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng chị Mùi đã hy sinh không kịp một lời trăn trối. Bà Nguyễn Thị Kiều xúc động bày tỏ: "Chị Mùi là ân nhân đã sinh ra tôi lần thứ hai. Với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng Mùi đã trở thành anh hùng từ những ngày ấy rồi." Trận Mỹ đánh phá Ga Gôi ngày 20 tháng 8 năm 1966 thật sự ác liệt. 23 người chết, 256 người bị thương, bị nhiễm độc hóa chất, là trận bị nhiễm độc thiệt hại lớn nhất miền Bắc thời kỳ ấy. Sư cô Thích Diệu Đoán, trụ trì chùa Văn, thị trấn Hưng Nhân, nguyên là thanh niên xung phong tiểu đội 3, đại đội 895, đội thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình, người trực tiếp tham gia cứu tàu, cứu hàng tại Ga Gôi, Nam Định, bị nhiễm độc nặng. Mặc dù đã tìm được chỗ nương tựa nơi cửa Phật, mọi tật bệnh, phiền não đã dần được khỏa lấp trong tiếng chuông mõ của nhà chùa. Nhưng mỗi lần trở lại Ga Gôi, ký ức đau thương của chiến tranh lại ùa về, khiến những giọt lệ đã được chôn chặt, nay lại tuôn rơi. Sư cô tâm sự: "Đó là khoảng 16 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 66. Cả đoàn tàu trúng bom, chúng tôi xông lên cứu hàng. Toa đầu tiên là toa gạo, toa thứ hai là toa đạn, toa thứ ba toàn những cái chai rất đẹp, bên trong màu trắng như màu nước gạo ấy. Mặc dù vỏ ngoài thùng hàng có cái đầu lâu gạch chéo, biết là hàng nguy hiểm nhưng vẫn lao vào cứu hàng. Trong lúc khuân vác hàng, nước ở trong những cái chai vỡ, chảy ướt hết người, ngấm vào quần áo, có màu vàng, mùi rất nồng nặc. Một lúc tôi thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở bệnh viện." Việc cứu hàng, cứu người là một chiến công của C-895 thanh niên xung phong Thái Bình. Tinh thần, hành động của nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng Mùi là một tấm gương cao cả, vì nhân dân quên mình, vì đồng đội hy sinh. Chị đã yên nghỉ tại nghĩa trang xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 1966. Sau này, Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng 2. Thanh niên Thái Bình, Đoàn Thanh niên ngành đường sắt đã phát động phong trào học tập gương hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi, sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần, thanh niên xung phong Thái Bình trên các tuyến đường sắt phía Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia bảo vệ đường Trường Sơn đều tỏ ra kiên cường. Hãy để lại cảm nhận của bạn về những cống hiến của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi xuống phần bình luận của video nhé. Nếu quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về nhân vật nào khác nữa, hãy để lại tên của nhân vật và ban biên tập sẽ gửi tới quý vị câu trả lời trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.